Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 19 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng, lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị của tỉnh. 9 tháng đầu năm 2021, tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, sơ kết tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, thành lập các ban chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá, ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh, giai đoạn năm 2021-2022, tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tổng diện tích một số cây trồng chính đạt 82.688 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 282,7 nghìn tấn, tăng 1,9% so với kế hoạch. Có 17 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, di rời 673 chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 25,88% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 522,65 triệu USD, bằng 167% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 được 1.008,5 tỷ đồng, bằng 48,01%. Tập trung điều chỉnh, bổ sung và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình thẩm định dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng, đôn đốc hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị khởi công một số dự án công trình lớn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.174 tỷ đồng, bằng 81% dự toán Trung ương giao, đạt 59% kế hoạch, bằng 122% so với cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát chặt chẽ, công tác quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững. Toàn tỉnh kết nạp được 889 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh lên 58.536 đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để thị trấn Trùng Khánh xây dựng đô thị loại 4, bố trí kinh phí thực hiện các đề án nông nghiệp thông minh, di rời chuồng trại, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát, quan tâm thúc đẩy phát triển du lịch, hỗ trợ địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các dự án đầu tư, sớm giao vốn đầu tư công năm 2021, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quan tâm chỉ đạo các vấn đề sau sáp nhập đơn vị hành chính, tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thích ứng an toàn, linh hoạt. Hội nghị cho ý kiến góp ý về các dự thảo, chương trình trọng tâm phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2021-2025, chương trình trọng tâm về xây dựng và đổi mới cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nghị quyết của tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng thành phố Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại 2, trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại vào năm 2027. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về phát triển huyện Hà Quảng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2021-2025 và những năm tiếp theo. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua hai chương trình và 4 nghị quyết trình tại hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, biểu dương ghi nhận những kết quả các cấp các ngành trong 9 tháng đầu năm 2021. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, các cấp các ngành, từng đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương, tìm ra phương thức, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn để đi tắt, đón đầu nhằm khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế, tăng tốc, bứt phá, tạo đột phá, khác biệt trên từng lĩnh vực. Cái thứ nhất ấy, là phải tiếp tục bám sát nghị quyết hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm. Đấy.
và cái chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành Thường vụ Tỉnh ủy và các kết luận, chỉ thị, nghị quyết về các cái đề án của Trung ương và của tỉnh mới ban hành, thì tôi đề nghị các cấp các ngành chủ động xây dựng phương án, kịch bản điều hành về chương trình, kế hoạch để thực hiện với lộ trình chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng đồng chí trong lãnh đạo chủ chốt của đơn vị, chịu trách nhiệm chính với từng nội dung cho đến sản phẩm cuối cùng, và gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện. Thì riêng cái nội dung này là cái rất là quan trọng. Thì đề nghị tất cả các cơ quan, các ngành, các địa phương, các đồng chí là phát huy cái tinh thần là phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng đến từng chức, từng cấp ở trong cơ quan đơn vị mình. Và song song với đó thì đề nghị các đồng chí là tập trung với công tác kiểm tra, giám sát cái chất lượng, hiệu quả, tiến độ trong quá trình thực hiện các cái nội dung. Để trên này, trên tỉnh bây giờ tôi cũng thống nhất chương trình trong thường trực là tất cả các cái việc là phải cụ thể đến từng người, để chúng ta làm cái thước đo để đánh giá chất lượng cán bộ, chất lượng của đảng viên cuối năm. Và chỉ có như thế, tức là các đồng chí luôn phải hiểu này, quyền lợi và nghĩa vụ luôn luôn đi với nhau. Cái thứ hai là khẩn trương cụ thể hóa cái tổ chức thực hiện ba cái chương trình trọng tâm và hoàn thiện và ban hành kế hoạch thực hiện ba nội dung đột phá về phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển kinh tế cửa khẩu, nhằm tháo gỡ ba điểm nghẽn nút thắt để phát huy tối đa năm lợi thế của tỉnh. Thì báo cáo với các đồng chí trong cái nội dung này thì đề nghị các đồng chí là phát huy cái nội lực, cái tư duy sáng tạo của mình. Nên nó đã đưa vào chương trình, đưa vào nghị quyết. Thế bây giờ tôi nghĩ là để phát triển được du lịch dịch vụ thì từng địa phương, từng ngành, các đồng chí phải nghĩ về cách để tham mưu, đúng không? Bây giờ chưa khởi công đường cao tốc thôi. Khởi công đường cao tốc tất cả các cái đối tác sẽ lên, đúng không? Sẽ cùng với tỉnh. Thế nằm ở trên địa bàn các huyện thì các huyện bây giờ phải nghĩ. Nghĩ từ đầu là cái gì? Nghĩ từ đầu là công tác, bây giờ phải từ ngay công tác quy hoạch để phát triển. Hai là cái liên kết giữa huyện với xã, với xã, các cái điểm rồi trong tỉnh với nhau, rồi liên kết kia. Liên kết từ cả giao thông, liên kết từ cả các cái điểm du lịch. Nên các địa phương tôi đề nghị là các đồng chí là phải nhìn lại, phải xem xét lại, phải ngồi lại với nhau để làm sao là có những cái chủ trương, và hai nữa có những cái đột phá. Tinh thần thủ tướng cũng rất muốn là phải cho lựa chọn cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám với cái tinh thần là đột phá, phải không? Thì bây giờ chúng ta ở dưới cũng phải làm, đừng sợ. Đấy, báo cáo các ông chí, ta làm vì dân vì nước, không có phải sợ cái gì cả. Đấy. Thì tôi cũng mong muốn trong cái tinh thần hội nghị này là như vậy. Thứ hai ấy, là tiếp tục thực hiện có hiệu quả thôi phòng chống dịch Covid. Bây giờ như thế thì báo cáo thời gian vừa qua các ông chí làm tốt rồi, thì đề nghị tới đây các ông chí tiếp tục làm tốt hơn nữa. Đó, không chủ quan lơ là, đồng chí chủ tịch nói rồi. Đấy, bây giờ mà để dịch vào thì ở địa phương nào thì địa phương đồng chí cán bộ chủ trì phải chịu trách nhiệm, nói ngắn gọn như thế thôi. Vâng, vào huyện nào, vào địa bàn nào thì đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch phải chịu trách nhiệm về các cái việc làm. Nên là tôi cũng nói là bây giờ không lơ là cảnh giác. Cái hai là cái tiêm vaccine, tới đây chúng ta phải thực hiện. Đấy, tiếp tục cho người dân là chúng ta phải thực hiện nghiêm túc. Cái thứ ba là chỉ còn một tháng nữa chúng ta sẽ tổ chức cái diễn tập của phòng thủ tỉnh, của huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng. Thì tôi đề nghị là các cấp, các ngành và toàn thể các chí khẩn trương tập trung chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng các nội dung và điều kiện tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Chúng ta 5 năm mới có một lần. Thì báo cáo với các đồng chí vừa rồi là Bắc Cạn, như đồng chí chủ tịch đi dự, là đạt kết quả xuất sắc. Chúng ta không thể dưới ở mức này. Thì thứ tư ấy, là tập trung linh hoạt hiệu quả các cái mục tiêu vừa phòng chống Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Thế thì bây giờ cái này nó là đúng như liên tục giao ban, phải không? Rồi các hội nghị phát triển đây là phát triển theo mục tiêu kép, vừa phòng chống Covid vừa phải phát triển kinh tế. Đấy. Như tỉnh ta thì nó không ảnh hưởng
về cái này thì thời gian vừa qua cũng chỉ làm tốt. Thì các ngành ấy, chuyên môn của tỉnh tiếp tục rà soát các cái kịch bản tăng trưởng của tỉnh, của từng lĩnh vực, tập trung đột phá vào các cái khâu, các cái lĩnh vực, các cái chỉ tiêu còn thấp, tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân có giải pháp cụ thể, lộ trình chi tiết, phân công nhiệm vụ chỉ tiêu cho từng ngành, đơn vị và người đứng đầu các đơn vị phụ trách từng chỉ tiêu để tổ chức thực hiện, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt được kế hoạch đề ra. Nếu được hơn thì càng tốt, nhưng tôi nghĩ là chắc cố gắng là cũng phải đạt được đạt. Rồi tiếp tục đẩy mạnh cái cải cách hành chính, cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các cái nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư vào tỉnh. Rồi khẩn trương là rà soát xây dựng phương án tổ chức thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp như đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quán triệt xong. Một là cái giải pháp thu ngân sách, hai là tăng cường thực hiện các cái biện pháp chống thất thu, rồi gian lận trong thương mại, rồi rà soát thu hồi nợ động thuế, phấn đấu vượt thu ở mức cao nhất để bố trí thêm nguồn lực triển khai thực hiện các cái chương trình dự án trọng điểm của tỉnh, thực hiện tốt việc quản lý giá, điều hành giá, bình ổn thị trường, đẩy nhanh cái tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước khỏi các cái doanh nghiệp theo đúng quy định. Tiếp theo là với các cái dự án sử dụng vốn đầu tư công ấy, thì kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đầu tư để đẩy mạnh việc giải ngân, thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thiện các thủ tục giải ngân sớm để giải ngân, không để tồn đọng vốn cuối năm chuyển sang sau, phải điều chuyển nguồn vốn. Hai, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải ngân các cái dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, sớm khởi công dự án trụ sở của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, rồi cái trụ sở mới, nói chung của khối Ủy ban Hội đồng, rồi Quốc hội, Ủy ban Nhân dân ở khu vực bên này. Thường xuyên là quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh phúc lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn của tỉnh, bảo đảm 100% theo kế hoạch đề ra. Thì riêng cái này, các đồng chí đều có ý kiến là một số địa phương như là Bảo Lạc, Bảo Lâm, rồi Hà Quảng à, là các đồng chí đã triển khai trong thời gian vừa qua, nhưng mà hôm nọ các đồng chí ý kiến là 3,5 tỷ được đơn vị, 5 tỷ chỗ anh Hưu, phải không? Thì tôi đề nghị này, những huyện mà các đồng chí đã làm rồi, triển khai rồi, thì các đồng chí có văn bản gửi trực tiếp đến đồng chí trưởng ban chỉ đạo. Thứ năm là quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác quốc phòng an ninh, rồi kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, rồi bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, các ngày lễ lớn đất nước của địa phương, nhất là trong thời điểm tổ chức cái diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ, chú đáo, kỹ lưỡng các nội dung của chương trình kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2021 để sớm triển khai các cái mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 22 trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm nay. Thế riêng nội dung này nói là cuối năm 21, nhưng bây giờ ta chuẩn bị là vừa rồi. Tất cả các nội dung từ nay đến đây là vừa rồi. Để cuối năm là ta triển khai các nội dung của 22 thì yêu cầu công chí như vậy. Thứ sáu là đề nghị công chí tiếp tục xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo điều hành của bộ máy hành chính các cấp. Hai là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao nhận thức lý luận và năng lực hành động, nói đi đôi với làm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống liêm chính, năng động, sáng tạo, có ý thức, trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao, tích cực, chăm chỉ làm việc, có hoài bão, có bản lĩnh khát vọng vì sự phát triển chung của toàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và bản lĩnh khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị các cấp các ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, tập trung thực hiện việc rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát năm 2021, tăng cường giám sát chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thường xuyên đổi mới nội dung hình thức, biện pháp công tác dân vận, phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, quan tâm thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, thường xuyên theo dõi nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, nội địa, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nhân dịp này, các đồng chí thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa quà chúc mừng nữ lãnh đạo tỉnh nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Sáng ngày 19 tháng 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 NQTU về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ngành và đại diện một số doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn. Sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012, đến nay kinh tế tập thể, hợp tác xã trên cả nước tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Giai đoạn năm 2016-2020, kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP cả nước và gián tiếp hơn 30% GDP thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên. Tính riêng trong năm 2020, 96% hợp tác xã được chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động, quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Tổng doanh thu đạt hơn 30.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 4,3 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, cả nước có 1.718 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, 3.913 hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị, tăng 1,5 lần so với năm 2019. Từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát, tăng kim ngạch xuất khẩu, tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, số hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thấp, chiếm tỷ lệ 19% tổng số hợp tác xã. Số lượng hợp tác xã thành lập mới tăng mạnh, nhưng số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả còn thấp, quy mô thành viên và doanh thu của các hợp tác xã nông nghiệp còn nhỏ. Các dịch vụ sơ chế, chế biến, bảo quản, số lượng các hợp tác xã có khả năng liên kết hiệu quả với doanh nghiệp, chế biến và tiêu thụ nông sản cho thành viên hợp tác xã và nông dân chưa nhiều, mới chỉ đạt khoảng 24% tổng số hợp tác xã. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh chính sách tài chính tín dụng của hợp tác xã hiện đang khó khăn, cần được phân tích giải quyết trong giai đoạn tới, yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số 13 NQTU về đổi mới phát triển và nâng cao kinh tế tập thể, hợp tác xã. Các hợp tác xã phát huy kinh nghiệm, vai trò quản lý của Ban Quản lý Hợp tác xã, tiếp tục chuyển đổi đất đai tạo điều kiện cho hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất. Các địa phương cần phải coi phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhiệm vụ tất yếu, thu hút nhiều thành viên vào hợp tác xã, chuyển đổi cơ cấu các loại cây trồng vật nuôi, phát triển hợp tác xã nông nghiệp đa lĩnh vực để nông nghiệp phát triển. Sáng ngày 19 tháng 10, Hội đồng Thẩm định Tài liệu Giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở tổ chức cuộc họp thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 7, 8, 9. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, nội dung giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở là nội dung giáo dục bắt buộc. Ngày 7 tháng 9 năm 2021, Cao Bằng là một trong những tỉnh đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng lớp 6. Tài liệu này đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý về xuất bản, in ấn, chuẩn bị đưa vào năm học 2021-2022. Hiện nay, Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng lớp 7, 8, 9 được thiết kế theo lĩnh vực và chủ đề phục vụ cho việc dạy và học với tổng thời lượng 35 tiết, trong đó 31 tiết dành cho giảng dạy các chủ đề, 4 tiết dành cho kiểm tra và đánh giá. Tuy nhiên, còn một số nội dung cần hoàn thiện chỉnh sửa, theo đó Hội đồng Thẩm định đánh giá thành 3 loại: đạt, đạt nhưng cần chỉnh sửa,
không đạt mới đủ điều kiện để Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Qua thẩm định, ban biên soạn tiếp thu ý kiến góp ý, qua đó rà soát, bổ sung, chỉnh sửa tài liệu phù hợp. Kết quả, 100% thành viên hội đồng thống nhất xếp loại tài liệu giáo dục địa phương lớp 7, 8, 9 tỉnh Cao Bằng đạt đủ điều kiện để Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa, Sở Y tế tỉnh vừa tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Nhân lực Y tế số 1 đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Sau 2 tháng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến Thu Dung điều trị COVID-19 số 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, 32 cán bộ y tế tham gia Đoàn Nhân lực Y tế số 1 của tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành sơ sắc nhiệm vụ. Theo đó, Đoàn Cao Bằng đã tiếp nhận, xử lý và điều trị cho 273 lượt bệnh nhân nặng, điều trị ổn định cho 145 bệnh nhân khỏi bệnh, tiếp nhận và điều trị chăm sóc cho hơn 1.400 bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ và vừa, điều trị ra viện hơn 1.000 bệnh nhân. Những đóng góp tích cực của đoàn công tác trong công tác phòng chống dịch, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 được lãnh đạo và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen và huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh cho tập thể đoàn và 2 cá nhân. Đây cũng là dịp để ngành y tế Cao Bằng học tập, nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Đến nay, đoàn đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa. Trước đó, đoàn đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 4 lần. Tất cả thành viên của đoàn đều cho kết quả âm tính, sức khỏe mỗi thành viên đều bình thường. Tại buổi lễ, Sở Y tế đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp trong công tác phòng chống dịch của Đoàn Nhân lực Y tế số 1. Đến nay, cả nước đã tiêm được 64.116.359 liều vaccine phòng COVID-19, tăng 1.515.583 liều so với ngày trước đó. Đã có 27,4 triệu người tiêm một liều vaccine và 18,3 triệu người tiêm đủ 2 liều. Sáng ngày 19 tháng 10, tỉnh Thái Nguyên đã dừng hoạt động tại các chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Người đến tỉnh từ vùng cấp độ 1, 2, 3 không phải thực hiện cách ly, không lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Hà Nội công bố chi tiết đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tại 579 xã phường thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội, có 343 xã phường thuộc vùng 1, 236 xã phường thuộc vùng 2 và không có xã phường thuộc vùng 3 và vùng 4. Sở Y tế Hà Nội vừa chính thức công bố phân vùng nguy cơ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tại 579 xã phường thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã. Việc phân vùng này dựa theo phân bố ca bệnh tại cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay. Trong 579 xã phường có 343 xã phường thuộc vùng 1, 236 xã phường thuộc vùng 2 và không có xã phường thuộc vùng 3 và vùng 4. Tính đến sáng ngày 19 tháng 10 năm 2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 33 ca dương tính mới tại các địa phương, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn từ ngày 13 tháng 10 đến nay là 125 người. Phú Thọ đã huy động toàn bộ nhân lực y tế cơ sở của các trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Thao và lực lượng 239 cán bộ y tế, 83 bác sĩ, y sĩ, 156 điều dưỡng và một xe cứu thương từ các bệnh viện, trung tâm y tế hai chức năng trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ trung tâm y tế Lâm Thao để tổ chức tiêm vaccine COVID-19. Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm khi mà nhiều ca nhiễm do đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên triệu chứng không rõ ràng, diễn ra âm thầm. Nghệ An đang thần tốc triển khai các biện pháp để khống chế dập dịch ở thành phố Vinh. Hiện tại ở thành phố Vinh có 7 nơi phát sinh dịch, chưa tìm thấy mối quan hệ giữa 7 nơi phát sinh dịch với nhau. Qua các chỉ số xét nghiệm, hầu hết các ca nhiễm mới bị lây nhiễm trong khoảng thời gian 7 đến 10 ngày trở lại. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội về các nội dung tình hình kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 NQTU của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 và quan điểm chủ trương về phòng chống dịch trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, sửa đổi bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị cũng được quán triệt nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Toàn quốc, các cơ quan nội chính triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định 1867 QĐ-UBND phê duyệt đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn năm 2021-2025. Theo đó, phấn đấu cải thiện điểm số của từng chỉ số thành phần, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh bình quân mỗi năm tăng 3 bậc trở lên. Cụ thể, trong 10 chỉ số thành phần, cần tập trung ưu tiên đẩy mạnh việc nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ số có tỷ trọng cao trong cơ cấu điểm, gồm chỉ số tính minh bạch chiếm 20%, chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chiếm 20%, chỉ số đào tạo lao động chiếm 20%, chỉ số chi phí không chính thức chiếm 10%. Các chỉ số đánh giá chưa cao như giải phóng mặt bằng chậm, khó khăn về thiếu quỹ đất sạch, việc cung cấp thông tin về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng. Để đạt mục tiêu đã đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, địa phương cần tập trung vào một số nội dung chính, xây dựng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính năng động, chủ động của đội ngũ cán bộ công chức, chú trọng chất lượng giáo dục và đào tạo, công tác hướng nghiệp cho học sinh, công tác tư vấn giới thiệu việc làm tại tỉnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phát huy vai trò của Quỹ Phát triển đất tỉnh, thực hiện tốt thủ tục hành chính về đất đai, tạo quỹ đất sạch, xây dựng và ban hành bộ chỉ số DDCI để khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác điều hành của các cơ quan đơn vị, thành lập tổ công tác. Hàng năm, các cấp ngành phải đánh giá về trách nhiệm của ngành mình, cấp mình, của người đứng đầu đối với các chỉ số, các chỉ tiêu có liên quan cấu thành PCI được công bố. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nguyên Bình vừa tổ chức phiên họp đánh giá kết quả quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2021. Trong quý 3 năm 2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải quyết cho 384 lượt hộ vay vốn với số tiền 19 tỷ 776 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch, nâng lũy kế cho vay từ đầu năm đạt 70 tỷ 879 triệu đồng, với tổng số 1.361 lượt hộ vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 16 tỷ 631 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 55 tỷ 463 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh số nợ quá hạn còn 171 triệu đồng, chiếm 0,07% trên tổng dư nợ. Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu là do có gia đình ly hôn, đi khỏi địa phương, có trường hợp gặp rủi ro, chưa có điều kiện chi trả. Quý 4 năm 2021, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nguyên Bình phấn đấu thực hiện tốt chính sách cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hòa An tổ chức hội nghị tổng kết mô hình trồng cây na năm 2021 tại xã Hồng Việt. Tham dự hội nghị có lãnh đạo hai xã Hồng Việt, Hoàng Tung cùng 34 hộ trồng cây na trên địa bàn hai xã. Tại Hòa An, cây na được trồng chủ yếu tại xã Hoàng Tung và xã Hồng Việt với diện tích trồng là 9,72 ha theo lối canh tác truyền thống. Đầu năm 2021, huyện Hòa An ban hành kế hoạch cải tạo vườn na và xây dựng mô hình trồng mới cây na, mở 10 lớp tập huấn về kỹ thuật cắt tỉa, bón phân và thụ phấn, bổ sung với 113 lượt người tham gia. Trồng mới 1,1 ha na tại xã Hồng Việt, Hoàng Tung và Nam Tuấn, hỗ trợ 1.100 cây na đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn, cung cấp phân hữu cơ, phân bón NPK, cấp thuốc hỗ trợ cho các hộ trồng na. Sau khi áp dụng kỹ thuật, cây to khỏe, ít sâu bệnh, thuận tiện chăm sóc. Tỷ lệ cắt tỉa đạt 8,9%, tỷ lệ đậu quả cao, lợi nhuận 1 ha đạt 225 triệu đồng, tăng 88 triệu đồng so với không áp dụng kỹ thuật. Thời gian tới, huyện Hòa An tiếp tục triển khai thực hiện mô hình và cử cán bộ phụ trách mô hình theo dõi, giám sát, nhân rộng,
đồng thời vận động 100% hộ trồng na áp dụng kỹ thuật để cải tạo vườn na đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Huyện Hòa An vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm sinh học cho đại diện nông dân các xóm trên địa bàn xã Nguyễn Huệ. Tại buổi tập huấn, các hộ dân được giới thiệu về vai trò của phân bón hữu cơ vi sinh, cách tận dụng các phụ phẩm nông lâm nghiệp, chất thải chăn nuôi như cây xanh, rơm rạ, cây ngô, cây rong giềng, cây chuối, phân gà, phân trâu bò để làm phân hữu cơ vi sinh, thay thế cho phân chuồng và một phần phân hóa học đối với cây trồng. Bà con nông dân được hướng dẫn quy trình kỹ thuật ủ phân hữu cơ và cách bón các loại cây trồng. Với phương pháp cầm tay chỉ việc, qua thực hành đã giúp nông dân nắm chắc các bước của quy trình ủ từ khâu thu gom, phân loại nguyên liệu ủ, chọn nơi ủ, trộn rắc chế phẩm emix, che phủ, đảo trộn và kiểm tra đống ủ để áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, tin học là môn học bắt buộc từ lớp 3, tiếng Anh là môn tự chọn ở lớp 1 và lớp 2. Nhưng theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện toàn tỉnh đang thiếu hơn 300 giáo viên dạy ở các môn học này. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng có 34 giáo viên tin học cấp tiểu học, 98 giáo viên tin học cấp trung học cơ sở, 50 giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học. Trong giai đoạn năm 2022-2025, ngành giáo dục còn thiếu 138 giáo viên tin học và 180 giáo viên tiếng Anh. Riêng trong năm học 2022-2023, cần bổ sung thêm 34 giáo viên tin học và 42 giáo viên ngoại ngữ. Năm học 2020-2021, toàn tỉnh mới có 182 phòng học tin học, 111 phòng học ngoại ngữ. Theo đó, để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, cần đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị cho 257 phòng học tin học và 301 phòng học ngoại ngữ với tổng kinh phí 681 tỷ đồng ở cả 3 cấp học. Trước thực trạng thiếu giáo viên tiếng Anh và tin học chuẩn bị cho dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, rà soát đội ngũ giáo viên, tham mưu xây dựng kế hoạch đáp ứng đội ngũ giáo viên theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tổ chức tuyển dụng giáo viên, đảm bảo đủ số lượng giáo viên trước năm học 2022-2023, liên kết với các trường đại học mở các lớp liên thông đại học chuyên ngành sư phạm, tiếng Anh, tin học. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn đề xuất Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét bổ sung nhu cầu 662 giáo viên còn thiếu theo định mức quy định tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thông tin thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.